Trong cái video này thì anh xin giới thiệu với người xem một cái vườn rau có kết cấu tương đối đặc biệt so với những cái vườn rau thông thường hiện tại. Thì theo cái xu hướng của thị trường thì do là cái nguồn rau bán ở chợ với nhiều cái hàm lượng thuốc trừ sâu hay là chất dinh dưỡng độc hại không thể kiểm soát tốt được, thì cái nhu cầu trồng rau sạch tại nhà để kiểm soát được cái chất lượng cũng như cái mức độ sạch, cái nhu cầu đó thì rất là lớn. Thì cũng có rất nhiều cái đơn vị tham gia cái thị trường trồng rau sạch tại sân thượng. Thì hôm nay có một cái vườn rau mà cái kết cấu cũng tương đối nó khác với những vườn rau khác, thì xin giới thiệu đến mọi người. Thì đây là bình thường thì chúng ta sẽ thấy sân thượng, cả một cái sân thượng là một cái vườn rau bậc thang. Chính giữa là một cái lối đi, hai bên là từ thấp đến cao đối xứng với nhau. Các cái kết cấu thì chúng ta thấy là nó có những cái bánh xe, chúng ta có thể đẩy các cái kệ rau đi ra hoặc là vào. Với cái kết cấu như thế này thì nó sẽ giúp cái việc di chuyển, từ đó nó có thể là vệ sinh cái nền gạch lát sân thượng một cách sạch sẽ và không ảnh hưởng gì đến cái việc làm hư bề mặt gạch hoặc là chiếm không gian. Vì bình thường thì đây là một cái vườn rau, nó chiếm hết diện tích sân thượng rất là đẹp. Khi chúng ta cần không gian sân thượng để chúng ta vệ sinh nền gạch hoặc là để bố trí bàn để ngồi ăn uống, thì chúng ta có thể đẩy sát cái kệ lại, xếp chồng lại với nhau hai bên, mà không gian ở giữa là không gian sân thượng như bình thường. Thì lát nữa sẽ xếp đẩy lại các cái kệ để mọi người chiêm ngưỡng. Thì đây là cái ống dẫn nước cho cái hệ thống tưới, ống mềm để có thể đẩy co giãn cái các trong quá trình mình đẩy các cái kệ. Cái vị trí giao nhau giữa hai cái kệ cũng được cấu tạo rất là đặc biệt cho hệ thống tưới để cái việc di chuyển không có ảnh hưởng. Đây là vị trí giao nhau giữa hai kệ riêng biệt của cái hệ thống tưới tự động. Đây là cái nguồn cấp nước từ trong tường ra cho hai cái kệ, cũng đảm bảo là một cái đoạn ống mềm để có thể di chuyển được cái kệ. Trước mặt là hệ thống tưới, các cái sợi dây đen đen đó là hệ thống tưới nhỏ giọt. Đây là cái phao cơ để nó điều khiển. Đến giờ đó thì khi mà chúng ta hạn giờ, chúng ta có thể hạn được giờ bởi một cái timer. Thì một ngày chúng ta tưới mấy lần, mỗi lần tưới mấy phút thì có một cái gọi là cái timer sẽ điều khiển cái phao. Lát nữa sẽ quay đến cái vị trí cái timer như thế. Hiện tại là chúng ta đang xem cái hệ thống tưới nhỏ giọt. Bên trong cái vườn rau là một cái bếp ăn gia đình. Ở đây là đang ở lầu 5, sân thượng đang ở tầng 5. Bên trong là có một cái bàn ăn gia đình nhỏ nhỏ, rồi tới cấp 3. Bên cạnh là có cái bếp ăn. Thì trong cái không gian ở bên trong, mình nấu nướng, mình nhìn ra phía trước sân thượng có một cái vườn rau xanh mát, sạch sẽ thì rất là thú vị. Vườn rau này tôi được trồng được khoảng 10 ngày rồi. Bên trên có một cái mái che. Cái mái che này thì cũng của công trình cũ thôi. Công trình này xây dựng cách nay khoảng 5 năm. Thì khi mà cái bộ phận đến trồng thì tháo một vài cái tấm polycarbonate che bên trên để lấy ánh sáng cho rau. Mỗi chậu thì nhà cung cấp, cái đơn vị trồng là đều có cái nhãn cho mỗi chậu để đánh
số tên và mã số chậu để mình trồng cái rau gì, thời gian bao lâu, có thể quản lý được trên máy tính của chủ vườn rau hoặc là của công ty trồng. Đây là chúng ta đang thử nghiệm việc đẩy xếp cái hệ thống. Chúng ta đang đẩy có chiều cao trung bình vào dưới cái kệ có chiều cao nhất, và chúng ta thấy cái hệ thống dẫn ống nước cho hệ thống tưới tự động vẫn hoạt động bình thường. Tiếp theo đẩy cái kệ thấp vào dưới cái kệ trung bình, như vậy là chúng ta sắp được, chúng ta sắp các kệ lại thành một cái trồng theo phương đứng sát cái tường lan can bên hông của nhà. Tương tự bên kia chúng ta cũng có thể đẩy vào được để chúng ta dành cái không gian lại, không gian sản lượng thượng lại bình thường để phục vụ cho cái việc dọn bàn, đãi tiệc, ăn uống hoặc là chơi, hoặc là chúng ta vệ sinh cái nền sân thượng, nền gạch một cách bình thường mà không ngại ảnh hưởng thấm hay là da bẩn, rêu phong ố cho cái nền gạch sân thượng. Đây là chúng ta sau khi xếp gọn lại thì chúng ta sẽ thấy là rất đẹp. Tất nhiên là cái chiều cao, cái khoảng cách từ mặt trên của cái kệ này đến cái mặt dưới của cái kệ kia thì nó phải bằng hoặc cao hơn cái chiều cao của loại rau mà mình sẽ trồng ở trong cái kệ đó. Thì tất nhiên là cái nhà, cái đơn vị trồng cũng đã tính toán kỹ lưỡng rồi. Thì sau khi xếp lại thì chúng ta thấy có cái không gian sân thượng rất là rộng rãi để chúng ta có thể làm bất cứ mọi việc, đặc biệt là nếu chúng ta hành tổ chức một cái bàn ăn, ba bốn cái bàn tiệc tại vị trí này mà có rau sạch tại chỗ luôn, sử dụng để việc nấu lẩu hoặc là ăn sống thì rất là tuyệt vời. Một số anh em của đơn vị trồng rau kéo lại ra, kéo các cái chậu lại ra, sắp xếp theo đúng cái vị trí ban đầu để mà trả lại cái vị trí trước khi thực hiện việc quay cái video. Nói cái gì đi. Cái vườn rau như thế này thì đang được thực hiện bởi công ty cổ phần Ăn Sạch Uống Sạch, cái đơn vị chuyên trồng rau, chăm sóc rau hàng ngày cho khách hàng, trao đổi rau và có thể là cho ký gửi rau nếu cái vườn rau của mình đang có một ngày, một vài ngày trong tháng dư rau thì đơn vị này sẽ cho chúng ta ký gửi thu cái rau đó. Sau đó thì nếu mà gia chủ á thiếu rau thì sẽ đem mang rau sạch từ vườn khác trả lại. Thì cái dịch vụ đây cũng tương đối mới cho nên là chúng ta đang chứng kiến cái hệ thống tưới nhỏ giọt nó đang hoạt động, những cái nhỏ nước như vậy. Mỗi lần tưới thì ngay bên bộ phận kỹ thuật giới thiệu là khoảng 5 phút mỗi ngày tưới 3 lần. Cũng đang quay thì cái điều kiện thời tiết là cái tầng cao nhất là gió cả như này đó, cũng gió tương đối mạnh, tuy nhiên là cũng không ảnh hưởng lớn, cũng không có gây ảnh hưởng lớn lắm đến cái vườn rau. Gió chỉ tác động mạnh nhất là cái tầng cao thôi, các tầng dưới thì bình thường. Chúng tôi đang quay đến cái này là cái timer, là cái bộ phận điều khiển thời gian tưới và số lần tưới trong ngày. Mình có thể điều khiển theo ý của người trồng từng loại rau, từng điều kiện thời